Rồi em xin kính chào anh em thì tiếp tục clip tối hôm nay là em thông báo hàng về thì tối hôm nay em lại về được một ít hàng để phục vụ anh em và các bác chơi audio. Thì hôm nay em về tiếp tục là một con ly Acufay E305V. Con này không có thùng xốp, máy đẹp xuất sắc, có khiển rin anh em nha, có khiển rin. Đây à. Đây. Máy đẹp xuất sắc, có khiển rin anh em nha. Đấy, có một con thôi, anh em nào yêu thì phone ngay cho em nha. Đây. 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 Đây anh em nha. À. Đấy, khuỷu bẩm tí xíu thôi. Đấy. Giờ giá của nó là 55 triệu anh em nha. 55 triệu cho một con Acufay E305V nha. Đấy. Rồi, tiếp tục sản phẩm thứ hai hôm nay em về là một con lọc xì Victor CR7 anh em nha. Đẹp xuất sắc anh em nha. CR7 đẹp xuất sắc có giá là 9.300.000. Đây có một con. Con lọc xì là trong những con hay của Victor anh em nha. Trong bộ ba là 70, R7 và 80. Đây. Về con 7070 thì nó là xe là dòng cổ rồi. Em vẫn đang về một con 7070 nữa anh em nha. Đây. À, lọc xì Victor CR7 anh em. Máy đẹp ha. Đó. 9.300 một con. Rồi. Rồi. Tiếp tục qua. Hôm nay em về là cho anh em là một cặp loa. À, đây là dòng Buchsel cao cấp đến từ Đức. À, nó Elac 403. À, Elac 403 anh em nha. Màu vân gỗ bóng mino. Đây nè, tuyệt đẹp. À, gỗ bóng mino tuyệt đẹp. Rồi, rất đẹp anh em nha. Trung vân ha, anh em xem à, bên đây nè. Bên kia nè. Đó. Gỗ bóng mino tuyệt đẹp. À, những em Elac dòng 403 này em bán cũng được vài đôi anh em, 4-5 đôi ha. Chất cực kỳ hay. Nó nhỏ thôi anh em nha, vỏ cong lại cao. Rồi, rất đẹp. Tuyệt đẹp luôn. Căng lưới zin dòng 403 trơn thì căng lưới zin em nha. Căng lưới nè, có logo tem mát đầy đủ, nó là căng hít nha. Chúng ta chỉ cần để như là nó hít rồi. Đấy, cao cấp ha. Nó giống như dòng BB kép cao cấp thì nó là không có gài mà nó là hít nha. Anh em thấy không? Và đôi loa, riêng về đôi loa 403 thì giá của nó là 30 triệu anh em nha. 30 triệu. Anh em 30 triệu đồng. Và bên dưới là cặp chân zin của Elac. Đối với cặp chân này thì giá mới nó khoảng 300 đô. Còn này là đôi này chân này đã sử dụng rồi thì nó có mức giá là 3 triệu đồng. À, 3 triệu đồng nên em lấy không lấy chân thì thôi. À, tổng cộng chân và lo luôn là 33 triệu anh em nhé. 33 triệu. Anh em nào yêu thì phone ngay kèm. Đó. 33 triệu đồng cho chân và lo anh em nhé. Lo đẹp lóc lách. Nhói anh em nha. Đấy, rồi đây là sản phẩm và sản phẩm cuối cùng hôm nay là về cho anh em là một cặp loa BVK9NT dòng 4 loa. À, loa siêu đẹp, căng lưới zin tuyệt đẹp. Nói chung là cặp loa này về còn quá mới, quá mỹ mãn nha. À, có một bác khách cũng theo em gặp này rất là lâu rồi, hôm nay mới về được đây, khó khăn quá mới ra được. À, cho nên bác thấy thì alo lại giúp em nha. Cặp này tuyệt đẹp luôn, màu vàng vân gỗ. Đây. Lưu ý à, thì sẵn có cặp loa 9NT thì em cũng chỉ cho anh em vài cái yếu tố nha. Thì thôi để trong cái clip mà em test chi tiết em sẽ chỉ cho anh em về cái loa BVK9NT nó có cặp giả nha anh em, có hàng China nhái nha. Còn em đang bán cho anh em là hàng xịn sò anh em nha. Hàng xịn sò nha. Hàng nhái nó sao và cái hàng xịn nó sao em sẽ chỉ. Là dòng 4 quay rất đẹp, trung bình chiều cao này khoảng 1m, 2 super bass 1 mid ha. Và một trap đơm rất đẹp. Con này rất là liền lạc và cầu bi quay ha, cầu rất là mới. Anh em thấy, anh em nhìn cái chân đẳng nó mới chát như thế này là chúng ta không có gì để bàn rồi anh em nha, quá mới luôn. Đó, đây đó. Tuyệt đẹp luôn, căng lưới là không có rách một lỗ luôn anh em nha, không có bị sức mẻ tí tẹo nào hết. Về loa cũng vậy,
Nói chung là cặp đôi về đẹp quá, đẹp quá, mỹ mãn cho anh em chơi nha. Đó, chân ngẳng bên đây nè, em quay hơi ngược một tí anh em nha. Đó, rất đẹp. Rồi, về cặp hôm nay về được hai cặp loa thì không có điểm trừ, quá đẹp cho hai cặp loa. Và cặp loa BWK9NT hiện tại đang có mức giá tại shop em là 43 triệu và giá là bao ship anh em nha. 43 triệu và giá là bao ship nếu anh em chuyển khoản đủ nha. Anh em là ship cọt thì chuyển trước giúp em 20%, em không bao ship cho ship cọt, đó là nguyên tắc. Đó là cái nguyên tắc làm việc tại shop em nó như vậy. Còn anh em, quan điểm của anh em là riêng của mọi người ha. Rồi. Hôm nay về cho anh em khoảng có 4 sản phẩm thôi, nhưng mà còn là sản phẩm đẹp. Rồi, cực đẹp luôn. Rất là đẹp anh em nha. Rồi thì đây là các sản phẩm em cũng báo giá sẵn sàng cho anh em hết rồi. Anh em chỉ việc yêu cặp nào báo em ngay cặp đó và chốt ngay, chuyển khoản nội khoản hổ là em cho đi sớm lên đường ngay. Riêng các tỉnh miền Tây hay là gần lân cận em thì hoặc là các tỉnh miền Đông Nam Bộ thì em sẽ giao hàng trực tiếp luôn nha, cho nhanh nhẹ anh em nha. Rồi tới đây thì em xin kết thúc và xin chào anh em.